và mình đã trở lại. Nếu mà các bạn tin ý một tí và các bạn để ý thì tất cả những video mà các bạn xem từ hôm bữa tới nay hình như là dao động tầm 3 tuần nay đều là những video cũ. Không biết là các bạn có nhận ra hay không, nhưng nếu các bạn nhận ra thì ok, quá tốt. Và cái sự việc mình biến mất hoặc là mình không làm video mới kể từ ngày 15 tháng 9 cho tới tận ngày 7 tháng 10 vẫn phải là một bí ẩn. Bây giờ mình tự tin mình là master guitar. Giỡn ăn bạn nha, đừng có tin vậy nha. Đùa thôi. Vì sao không thương mến nhau, còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu. Ước thề chờ sáng ngày nào nối lại nhịp cầu đẹp đời mãi sau. À, nó dở. Đúng là khi mà lâu quá rồi các bạn không sống như bình thường á, mà chúng ta sống một cuộc đời khác đi, ví dụ như trong cái đợt giãn cách lần này á, thì tự nhiên cái việc mà ở nhà quá nhiều hay là cái việc mà không được đi ra ngoài nhiều á, mình nghĩ là đó cũng sẽ là một cái lý do để khiến mà chúng ta bị burn out hoặc là bị bế tắc từ từ. Nhưng mà không sao, tại vì hôm nay đã là ngày 8 tháng 10 rồi và mình cũng đã trở lại. Cho nên là mình quyết định mình sẽ rủ một người bạn chắc là đi ra đường một xíu để coi thử cái cảm giác sống hiện tại bây giờ và chúng ta phải thích nghi với cái bình thường mới như thế nào. Thì ok, mình gọi điện cho nó thử nha. Nhạc chờ hay quá ta, giọng nghe cũng quen nữa. Thằng này nó gọi gì ta? Alo. Lâu. Gì đó? Đang làm việc ở nhà đây. Sao ra có chuyện làm luôn hả? Sao ừ. Má, mùa này có chuyện làm là rất mừng đó. Gì đó? Bây giờ ở nhà chán quá mà tới lòng giãn cách rồi. Ừ. Nên nó mới được về nữa cho nên là... Nên đang tính hỏi rảnh không đi kiếm gì đó chơi. Cũng được. Ý này có lý đó bạn. Tôi cũng đang thèm ra đường đây. Ủa mày đang làm mà? Không sao, đi một xíu cũng được. Được. Rồi ok, đi qua nhà mày đón mày phải không? Ừ, chắc có, tao chưa đổ xăng xe thì ok, được. Rồi, chị mình tới gọi tao nha. Ok. Ok, bye bạn. Oh, bye. Ok. Mày hay quá ta. Vừa hết dịch là có không có chuyện làm luôn á thiệt. Đưa ra đường nè. Thì đồ cái. Ok, bây giờ mình... thay đồ đi uống cà phê. Bây giờ thì thay đồ rồi giờ.
trở lại trong một không khí hân hoan của đất trời như thế này, mình nên mặc cái gì bây giờ? Áo sơ mi thử ha. Chắc cũng được. Có dị hợm quá không ta? Thôi bỏ đi. Lâu lắm rồi không được đi đâu hay làm gì cho nên là ăn mặc khá là khó khăn. Hay là mặc áo thun đeo cà vạt. Cái này nó còn tào lao hơn nữa. Khi Covid xảy ra thì ra đường không bao giờ mình thiếu đồ tiên như cái này. Nếu là thời gian hút thuốc như này ăn nhậu có vị thế mà bạn thiếu thuốc thì chứng tỏ là bạn không có vị thế. Và cái tiếp theo không được quên đó là cái này, hộp quẹt. Mình rất là sợ bị gọi là người đã không thiếu lửa tại vì không mang hộp quẹt theo người. Con số dịch chị quên đi, cái này nó quan trọng nè. Này, giấy xét nghiệm có lại quên, giấy công nhận dích đủ 2 mũi. Quên cái này á, nghỉ đi chơi luôn. Khỏi đi đâu hết, khỏi đi làm, khỏi đi học, khỏi đi uống cà phê, khỏi gặp bạn bè. Sau một mùa dịch sẽ nói là thảm họa thì mình xuống chắc cũng mấy ký. Bây giờ thì ngồi chờ, nó qua đón đi. Tái hòa nhập cộng đồng lần 2 sau cái đợt 2020 vừa rồi. Thì cái video này mình làm biếm quá nên mình qua một điện thoại từ VNF. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi có một thằng ức ơ này. Đây, chuẩn bị cho các bạn xem. Anh MC tài năng của chúng ta. Hết ngày giãn cách rồi các bạn. Chúng ta ra đường, chúng ta làm vài cú rồi chúng ta về nhà. Đây mình mang luôn có ông đi. Thôi để thay giúp lọt đi. Rồi, một chai đó. Đây. À, con đi. Đó, anh MC tài năng của chúng ta đây. Trời ơi, lâu ngày quá. Đúng rồi, khó. Các bạn thấy không, hay là cầm hai cái camera ha. Bây giờ cà phê chỉ có thể mua mang đi và dùng. Mua được không kỹ rồi. Hết rồi, má dùng tay rồi. Chết rồi, chết rồi. Nên sức khỏe sao bạn? Cũng ổn. Uống được ly trà ô long. Mời ngon, mời ngon, mời ngon, mời ngon. Thoải mái quá. Vâng, như các bạn thấy thì tôi đã gặp lại Kim sau gần 4 tháng trời. Và bây giờ đang là offline ngoài đời luôn chứ không còn online nữa các bạn. Mệt mỏi quá. Hôm nay uống gì Kim vậy? Hôm nay chúng ta sẽ uống ô long nha các bạn. Còn tao ly cà phê đầu tiên sau rồi 4 tháng trời. Má review nước luôn mọi người à. Ô long không đồng hành với chương trình này. Đúng rồi á, không tài trợ cho mọi người. Chứ tài trợ nha. Các bạn làm thử cho tôi coi coi. Ok. Thôi mà quảng cáo này. Rất sổ luôn. Má rất ngon. Uống nước ngoài đường ngon hơn trong nhà nha các bạn. Sao đó anh chủ shop. Vụ gì à? Giá vải lên quá mày. Trời ơi. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua sắm thì các bạn có thể liên hệ Kim. Thì hôm bữa mình có để đường link fanpage của Deluxe ở bên dưới cái phần description của cái video á. Thì không biết là các bạn đã ủng hộ chưa, mà nếu các bạn có ủng hộ thì mình với Kim xin rất là cảm ơn. Đúng rồi. Còn nếu mà các bạn không quan tâm thì mình cũng bó tay. Hết cách rồi. Tao ghét của cái đời mấy con này đó là nó đéo có màn hình. Đúng rồi, đúng rồi. Là mày đéo thấy gì. Và ngay đúng cái khoảnh khắc mà các bạn đang xem ở đây, thì khi mà Kim cùng với mình đang đi trên đường
thì có một sự cố hy hữu xảy ra, đó là con GoPro á gần hết pin, và thậm chí cả điện thoại của mình với Kim cũng không còn gì để mà cứu chữa được nữa hết. Thì cũng chính vì tụi mình chưa quen với cái việc đi ra đường một cách bình thường, cho nên vấn đề sạc pin cũng không được để tâm tới. Hai thằng đều xuất hiện với con iPhone còn 20% pin, và cũng như con GoPro thì chai pin quá nặng. Cho nên là video này đến đây là hết. Và rất cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.